chào, lại là mình đây. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về nơi mình làm việc, chắc cũng có rất nhiều bạn thắc mắc đúng không? Nào, không để các bạn đợi lâu nữa. Trước mắt các bạn đã là công ty của mình rồi. Công ty cổ phần dược phẩm PQIA, địa chỉ thửa 99, khu Đồng Quan, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là lối vào công ty, với màu xanh lá của cây cối và các kiến trúc rất nổi bật. Màu xanh lá cây là màu của thiên nhiên. Nó tượng trưng cho sự phát triển, hòa thuận, tươi mát màu mỡ. Màu xanh lá cây còn mang lại cảm xúc an toàn và còn mang ý nghĩa của sự phát triển và hy vọng. Mình đã công tác tại công ty cổ phần dược phẩm PQIA được hơn 4 năm. Quãng thời gian này không thực sự quá dài nhưng nó cũng đủ để tạo cho mình những tình cảm nhất định với nơi mà mình làm việc, bởi lẽ đôi khi đồng cảm không được tạo bởi sự trường kỳ của thời gian mà chỉ cần trong khoảnh khắc, cũng như đôi khi chúng ta cảm thấy được ý chí cùng nhìn về một hướng của nhau. Từ một môi trường giảng đường học lý thuyết sang làm việc thực tế đã dạy mình nhiều điều. Mới tốt nghiệp nên những suy nghĩ non nớt khi còn đang học được thêm một chút những kinh nghiệm của các anh chị đi trước về môi trường làm việc bên ngoài khiến mình không khỏi lo lắng. Môi trường công sở ư, xô bồ, bon chen, áp lực, ba la ba la, nhiều cảm giác và hồi hộp lắm. Môi trường làm việc lần đầu tiên là PQIA, mới đầu còn lo lắng với những ý niệm được truyền lại từ đời trước làm mình hồi hộp bao nhiêu thì khi vào làm việc ở đây mình thấy khác xa bấy nhiêu. PQIA rất năng động, rất nhiệt tình. Năng động bởi những con người trẻ tuổi, nhiệt tình bởi tâm huyết tuổi trẻ của thế hệ cuối 8X và đầu 9X ở đây. Sự khác biệt nhất của một doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác là đội ngũ nhân lực. Phải công nhận rằng, nhân lực là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt đó. PQIA được tạo nên bởi sự tâm huyết và nhiệt tình của tuổi trẻ. Chúng mình đến từ nhiều nơi khác nhau, dù đến từ đâu thì dưới mái nhà chung PQIA ai cũng chung một mục đích là làm việc, phấn đấu vì sức khỏe cộng đồng và vì sự phát triển của PQIA. Sở dĩ mình nói nơi đây là một mái nhà chung bởi tại đây mọi người làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau trong những bữa cơm, nằm cạnh nhau trong những giờ nghỉ trưa. Mình cảm nhận được những điều đó và mọi người như gia đình thứ hai của mình. Cuộc sống là tình yêu và công việc. Hai thứ này luôn tồn tại song song trong cuộc sống của chúng ta. Làm việc tại công ty mình cảm thấy như mình đang được hưởng thụ cuộc sống đơn giản vì ở đây mình tìm thấy sự đam mê và niềm tin. Trong một môi trường thuận lợi như thế mình muốn cống hiến cho công ty nhiều hơn, cũng là để phấn đấu cho sự thăng tiến của bản thân mình. Xung quanh mình là những nhân viên giỏi, hạo việc và nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp nên mình có nhiều cơ hội học hỏi những kinh nghiệm cho riêng mình. Được thành lập từ năm 2011 đến nay, công ty cổ phần dược phẩm PQIA đã tạo được nhiều thành công trong việc nghiên cứu và sản xuất các bài thuốc cổ truyền trở thành những sản phẩm thuốc, sản phẩm bảo vệ sức khỏe và đã nhận được nhiều sự tin yêu và đón nhận từ đông đảo người bệnh trên khắp cả nước. Ban lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm đến đời sống, tinh thần của người lao động. Qua những bữa cơm hay ăn ca, họ đã thăm hỏi ý kiến của từng người về bữa ăn và tuyển dụng thợ bếp có tay nghề để có những bữa ăn đạt chất lượng, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho người lao động. Công đoàn của công ty cũng luôn bên cạnh, thăm hỏi, động viên khi gia đình của nhân viên bị đau ốm, bệnh tật hay hiếu hỉ. Tất cả những cảm nhận từ sự chia sẻ và động viên đó đã giúp mình an tâm công tác và cống hiến hết mình để gắn bó với nơi đây. Sau mỗi ngày hết giờ làm việc, mình và những người đồng nghiệp yêu thể thao vẫn muốn ở lại công ty tham gia sân chơi thể thao, những giải đấu rèn luyện sức khỏe do công ty tổ chức, những hoạt động văn nghệ trong kỳ nghỉ mát hàng năm đã lấp đi những mệt mỏi, khó khăn khi làm việc, lấy lại tinh thần vững mạnh để chúng mình tiếp tục sản xuất và kinh doanh những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng nhất. Làm việc tại PQIA thân yêu, mình không mơ ước và hy vọng gì hơn nữa, sẽ luôn cố gắng phấn đấu hết mình, đặt cho mình trách nhiệm cao nhất để sản xuất và làm việc, gắn bó với PQIA. Cảm ơn ban lãnh đạo cùng những quản lý đã tạo điều kiện cho mình làm việc tại đây và giúp đỡ hỗ trợ cho mình những kiến thức chuyên môn cũng như công việc mình đang làm. Cảm ơn tất cả những đồng nghiệp đã cho mình một cảm giác như sống trong gia đình. Xin chúc cho tất cả mọi người luôn có sức khỏe, gia đình hạnh phúc, toàn tâm cống hiến cho PQIA. Chúc cho PQIA ngày càng phát triển, vươn xa hơn nữa, vững mạnh hơn nữa. Cảm ơn cuộc thi để mình có cơ hội nói lên những tâm tư tình cảm và cảm xúc khi được lao động làm việc, cảm nhận tại PQIA thân yêu này.